Đến hẹn lại lên. Chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, trong các bộ phim Hollywood của Mỹ, Cục Tình báo Trung ương CIA luôn là lực lượng được xây dựng theo hình tượng cực kỳ ngầu lòi. Đó là tổ chức đầu não chuyên thực hiện các kế hoạch tuyệt mật, nắm trong tay hàng nghìn mật vụ tài năng, không chỉ chiến đấu giỏi mà làm tâm lý chiến hay bất cứ công tác nào cũng cực kỳ xuất sắc. CIA cũng là cơ quan nắm giữ lực lượng lớn thông tin cực kỳ tuyệt mật, mà người ta thường nói rằng nếu các tài liệu này được công khai thì nước Mỹ sẽ đứng trước nguy cơ sụp đổ, bởi giá trị thông tin của các tài liệu này là rất lớn. Gần đây, một đại tá CIA về hưu đã bất ngờ công khai nhiều thông tin tuyệt mật từ thời ông còn chiến đấu tại Việt Nam, qua đó lý giải tại sao người Mỹ lại thất bại. Theo đó, trong số quân nhân Mỹ được đưa sang Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh, có lẽ cựu đại tá Andriy Savagut là một trong những người có thâm niên lâu nhất. Ông đã xin ở lại Việt Nam tới 9 năm, từ năm 1964 đến 1973, chỉ để tìm hiểu vì sao người Việt Nam lại có thể kiên cường đến vậy. Năm 1969, thời điểm cuộc chiến tranh Việt Nam đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, một sáng sớm tại Trung tâm Huấn luyện Cán bộ Xây dựng Nông thôn của chính quyền Việt Nam Cộng hòa tại Vũng Tàu, Cố vấn chính trị, Thiếu tá Mỹ Andriy Savagut bỗng nhận được lệnh của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA yêu cầu lập tức trở lại Sài Gòn để thực thi một nhiệm vụ đặc biệt. Dù là sĩ quan lục quân cao cấp, nhưng do thông thạo tiếng Việt nên Andriy được phép cộng tác thường xuyên với CIA, một cơ quan hoàn toàn độc lập với quân đội Mỹ, trong một số chương trình tại miền Nam Việt Nam khi đó. Không lâu trước khi ông Andriy từ Vũng Tàu trở lại Sài Gòn, một nữ cán bộ cấp cao của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam sa vào tay lực lượng cảnh sát Việt Nam Cộng hòa và bị tra tấn tàn bạo. Ông Andriy nhớ lại, người đứng đầu cảnh sát Việt Nam Cộng hòa tra tấn bà ấy bằng những hình thức tàn bạo nhất nhằm buộc bà ấy từ bỏ chủ nghĩa cộng sản. Ông ta đã dùng lửa đốt cháy cả hai ngón tay của bà ấy nhưng không thể khuất phục được nữ cán bộ cộng sản. Dùng đủ mọi nhục hình nhưng vẫn không thể lay chuyển người cán bộ cách mạng, phía Việt Nam Cộng hòa cuối cùng đành chấp nhận giao bà cho CIA để thử nghiệm một phương pháp mới về tâm lý chiến. Thay vì sử dụng bạo lực, CIA muốn thử nghiệm một phương thức mới, áp dụng cách đối xử nhân đạo hơn, dùng vật chất để qua đó xem có thể thuyết phục người cộng sản từ bỏ lý tưởng của mình hay không. Người cán bộ cách mạng được CIA sắp xếp sống trong một biệt thự lớn gần một con đường nối trung tâm Sài Gòn với sân bay Tân Sơn Nhất, được chu cấp đầy đủ và chăm sóc chu đáo. Hàng ngày, hai nhân viên CIA người Mỹ rất giỏi về học thuyết Marx Lenin thay phiên nhau đến tranh luận về các vấn đề lịch sử, logic, triết học nhằm dần thuyết phục bà thay đổi quan điểm. Sau một thời gian dường như thấy chưa hiệu quả, CIA quyết định đưa thiếu tá Andriy Savagut nhập cuộc. Đã ở Việt Nam từ năm 1964 trong vai trò cố vấn chính trị, Andriy được giao nhiệm vụ kết bạn với bà, qua đó tiếp tục thực hiện nhiệm vụ dường như đang trở nên bất khả thi với hai đồng nghiệp CIA. Với kinh nghiệm tiếp xúc với nhiều người cách mạng cùng sự tôn trọng thực sự trước một ý chí sắt đá, ông Andriy dễ dàng kết bạn với đối thủ, để rồi qua những câu chuyện hàn huyên hàng ngày, ông bắt đầu nhận ra rằng mình đang thất bại. Không gì có thể khiến bà ấy từ bỏ lý tưởng cộng sản, vì những trải nghiệm trong suốt cuộc đời của bà đã chứng minh vai trò thiết yếu, sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Không ai làm được điều này. Tất nhiên là cũng có nhiều tổ chức đứng lên chiến đấu chống Pháp, nhưng họ không có được một tư tưởng xuyên suốt, không có khả năng huy động nguồn nhân lực và vật lực. Những người cộng sản đã làm được việc này và chính bà ấy đã tận mắt chứng kiến. Đây là thực tế không thể phủ nhận, ông Andriy nói. Không còn phương cách nào khác, ông Andriy quyết định mời chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Cán bộ Xây dựng Nông thôn, đại tá Nguyễn Bé từ Vũng Tàu ra Sài Gòn để gặp người nữ cán bộ cách mạng này. Ông Nguyễn Bé từng đứng trong hàng ngũ Việt Minh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhưng ngay sau cuộc gặp mà ông Andriy mô tả là rất cởi mở, thẳng thắn và thân thiện với viên đại tá, người nữ cán bộ cộng sản đã khẳng định một sự thật mà chính Andriy cũng phải thừa nhận rằng ông không thể phản bác. Bà ấy nói, tôi hiểu là phía Việt Nam Cộng Hòa có nhiều người tốt, họ ở bên đó vì nhiều lý do khác nhau. Cũng như vậy, không phải người cộng sản nào cũng tốt. Đó là cuộc sống, họ đều là con người. Nhưng ở đây chúng ta không nói chuyện ai tốt, ai xấu, mà chúng ta đang nói đến một chính đảng,
một lực lượng có khả năng giành được và bảo vệ độc lập, tự do, phát triển đất nước. Với những trải nghiệm của tôi thì đó chỉ có thể là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ông Andrei nhớ lại, một người phụ nữ tuyệt vời, can trường, trung thành với lý tưởng, sự nghiệp của mình. Cuộc thử nghiệm đã thất bại và không thể có triển vọng thành công. Dựa trên kinh nghiệm của tôi cũng như thực tế chứng kiến, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh vì độc lập tự do, chúng tôi không thể thuyết phục bà ấy từ bỏ lý tưởng cộng sản hay phản bội cách mạng. Tôi đành báo cáo với cấp trên rằng nếu cứ tiếp tục để tôi nói chuyện với bà thì người bị thuyết phục và người từ bỏ lý tưởng là tôi, chứ không phải bà ấy. Đó là kết luận trong bản báo cáo cuối cùng của thiếu tá Andrei Savagot gửi CIA. Tôi không thể nào quên câu nói của bà lúc chào tạm biệt tôi. Có thể ngày mai tôi không được gặp các con tôi nữa, nhưng tôi không hề tiếc nuối vì sự lựa chọn của mình. Các ông sẽ không bao giờ chiến thắng, bởi chỉ có Đảng Cộng sản mới là sự lựa chọn của người dân Việt Nam, mới là chính đảng duy nhất huy động được sức mạnh toàn dân tộc. Dẫu có hy sinh thì nhân dân này, đất nước này rồi rốt cuộc sẽ giành được độc lập, tự do. Sau đó ông Andrei không bao giờ gặp người phụ nữ cán bộ cộng sản đó nữa. Ông chỉ biết rằng bà được CIA giao lại cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và có lẽ đã bị tử hình. Nhưng những gì bà ấy thể hiện và lý tưởng của bà đã dần cảm hóa Andrei. Ông hiểu rằng nước Mỹ sẽ không bao giờ thắng được cuộc chiến này. Ông phân tích sâu hơn vì lý do tại sao Mỹ không thể thắng được tại Việt Nam. Năm 1964, tôi lúc ấy là đại úy. Tôi được cử sang Việt Nam làm chỉ huy đội biệt kích nhảy dù, chuyên tìm và tiêu diệt Việt Cộng tại Bưng Biển. Lúc mới sang Việt Nam, tôi tin hoàn toàn vào lời của chính phủ Mỹ 100% rằng cuộc chiến mà chúng tôi phát động tại Việt Nam là chính nghĩa. Rằng Việt Nam Cộng Hòa với sự trợ giúp đến tận răng từ Mỹ sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên càng đi nhiều, gặp gỡ nhiều người dân và cả nói chuyện với những chiến sĩ phía cách mạng bị chúng tôi bắt, thì tôi thấy bản chất cuộc chiến này không phải như chính quyền Mỹ nói. Theo Andrei, năm 1973, ông được điều động làm phiên dịch viên cho tướng Woodward, trưởng phái đoàn Mỹ trong Ban Liên hợp quân sự bốn bên, gồm họp ở Sài Gòn trong vòng 2 tháng để thực hiện Hiệp định Paris. Cũng trong chính thời gian này, tôi có dịp trò chuyện với các tướng lĩnh của Mặt trận Giải phóng và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Những vị tướng này không chỉ giỏi về quân sự mà còn giỏi cả về ngoại giao. Có những tướng lĩnh như vậy, các anh không thắng mới là lạ, Andrei nhận định. Tôi có nhớ như in cuối tháng 3 năm 1973, khi tôi hoàn thành nhiệm vụ tại Ủy ban Liên hợp quân sự, tướng John Wickham. Phó trưởng đoàn có hỏi tôi rằng, sao suốt 9 năm qua, anh không đòi về? Việt Nam giờ đã có hòa bình. CIA sẽ bố trí cho anh một biệt thự sang trọng giữa trung tâm Sài Gòn Hòa Lệ. Sao anh lại từ chối? Lúc ấy như một phản xạ tự nhiên, tôi thẳng thừng. Chừng nào còn người Mỹ thì Việt Nam làm sao có hòa bình? Và cũng sẽ không có cái gọi là danh dự theo như Tổng thống Nixon tuyên bố đâu. Việt Nam Cộng Hòa sẽ không trụ nổi được. Việt Cộng sẽ thống nhất được tổ quốc của mình. Tôi còn nhớ như in ánh mắt đầy giận dữ của tướng John Wickham. Là một sĩ quan Mỹ, sao anh lại có ý nghĩ điên rồ như vậy? Sau này khi gặp lại giữa Washington DC, tướng John Wickham đã khẽ bảo tôi rằng, Andrei, ngày ấy anh nói đúng. Chiến tranh kết thúc, ông Andrei là một trong những cựu binh Mỹ hăng hái nhất trong việc thúc đẩy bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Theo trí nhớ của Andrei, trước thời điểm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, do chưa có kênh ngoại giao chính thống nào được thiết lập, nên chúng tôi phải sử dụng kênh ngoại giao nhân dân. Cả hai bên đều nỗ lực tổ chức những cuộc gặp gỡ, trò chuyện giao lưu giữa các cựu chiến binh, khắc phục hậu quả bom mìn. Cũng nhờ đấy, Andrei và những người bạn của mình vận động chính phủ Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận với Việt Nam. Andrei cố gắng góp sức vào việc hàn gắn và phát triển quan hệ giữa hai nước. Từ vị trí phiên dịch cho các phái đoàn Mỹ, chuyên viên phụ trách hồi hương của Bộ Ngoại giao Mỹ, doanh nhân hay ủy viên Hội đồng Thương mại Việt-Mỹ. Andrei kể tiếp, năm 1993, tôi bắt đầu quay lại Hà Nội. Với vốn tiếng Việt của mình, tôi dễ dàng vẫy một đồng chí đạp xích lô để vòng quanh Hồ Gươm. Lúc trên xe, đồng chí ấy kể rằng mình lớn lên tại một vùng ngoại ô Hà Nội. Tháng 12 năm 1972, máy bom Mỹ dội bom phá nát xóm nhỏ của gia đình anh ấy và một quả bom đã giết chết mẹ của anh ấy. Thế nhưng anh ấy vẫn bảo rằng có lẽ mục tiêu của họ là nhà máy xi măng gần nhà tôi thôi. Có lẽ họ không có mục đích là giết mẹ tôi.
Nghe tới đấy tôi trào nước mắt. Trên thế giới này làm gì có dân tộc nào bao dung và rộng lượng như vậy đâu. Sự thực là bò Mỹ đã giết chết mẹ đồng chí ấy và hàng triệu người vô tội khác. Vậy mà mới chỉ sau chừng ấy năm ngắn ngủi, chúng tôi, những cựu quân nhân Mỹ, thay vì bị đối đãi như kẻ thù thì lại được xem như là khách. Người Việt Nam càng rộng lượng, càng tử tế thì chúng tôi lại càng thấy dai dứt và có trách nhiệm với từng mảnh đất mà bò Mỹ đã dội xuống. Tôi xem Việt Nam là quê hương thứ hai. Trước tôi làm cố vấn cho Hội đồng Thương mại Việt-Mỹ và sau đó là cố vấn cho Interstate Traveler Company. Hơn một năm nay, tôi có việc riêng phải trở lại Mỹ. Tôi đếm từng ngày được trở lại mảnh đất hình chữ S thân thương này và mong muốn đóng góp sự phát triển toàn diện Việt-Mỹ. Andrew chia sẻ, từ năm 1993 đến 2003, ông Andrew là trưởng đại diện hãng General Electric, GE, tại Việt Nam. Có công rất lớn trong việc làm cầu nối cho hàng không Việt Nam thuê được 3 chiếc máy bay Boeing B-767-300R và nhiều hợp đồng thiết bị năng lượng như tua bin khí, tua bin hơi, tua bin nước, máy phát điện từ Mỹ. Có nhiều lính Mỹ xấu xa, gây nhiều tội ác trong chiến tranh. Đến khi thua cuộc thì vẫn không chịu thừa nhận và luôn có cái nhìn chống đối đối với Việt Nam. Nhưng cũng có không ít lính Mỹ giống như Andrew bị chính phủ lừa dối và sau đó đã tỉnh ngộ. Và thời lượng dành cho video ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Câu hỏi của video ngày hôm nay đó là: thưa anh em thì tại sao người Mỹ gây ra cuộc chiến tranh lớn nhất thế kỷ 20 tại Việt Nam, nhưng hiện nay nhiều bạn trẻ lại không cảm thấy ghét hay căm thù Mỹ mà lại ghét Trung Quốc hơn? Hãy comment ý kiến ở bên dưới để cùng thảo luận nhé. Và cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi đến phút cuối cùng. Và nếu yêu thích video của chúng tôi, anh em đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.